À, xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mật TV. Chúc cả nhà vui vẻ. Thì hôm nay buổi chiều mát mẻ, bữa nay không có mưa nên đi 5 giờ chiều rồi, nhưng mà ánh nắng vẫn còn sáng sủa nè. Thì mình quay mấy cái cảnh buổi chiều, tại ăn cơm, cũng ăn cơm chiều rồi đó. Nên thằng cuốn rất là khỏe, vui vẻ, nhảy múa. Tuy cái nhà hơi dơ, lý do là tụi nó cắn bả thùng giấy rồi sao xả rác. Thì hôm rày cũng nói chung làm như cái mùa này không ai kêu đi làm đó cả nhà ơi. Vừa tụi nó vừa bệnh nữa rồi, mình cũng không có đi làm, nên cũng bị hơi khó khăn chút đỉnh. Thì tối ngày ở nhà uốn éo mấy cái cây kẽn vậy đó, tối ngày làm ở nhà vậy nè. Thì tụi nó vui vẻ, mình hạnh mình cũng vui theo. Chứ giờ cũng thất nghiệp tràn lan rồi, giờ không biết tìm đâu ra cái nghề gì luôn. Giờ nói chung là tại vì hồi Tết á, mình bị mẹ mình té nằm chỗ á, nên mình phải hy sinh ở nhà đi làm những công việc vặt vãnh, không có nghề chính thống, nên cũng hơi yếu. Rồi cái đợt dịch bệnh vừa rồi, cái nó kéo theo nguyên cái đàn cún nó bệnh theo, rồi ăn uống thì thất thường đó, nên và bây giờ thì đến này thì mình cũng nói chung là suy yếu luôn rồi. Tuy tụi nó vui nhưng mà lòng mình cũng lo lo làm sao á. Nói chung là thiếu trước hụt sau nên là không có mơ gì những cái chuyện cao sang. Ê, ta đang vui vẻ làm gì bất hợp? Rồi, chơi đây. Đây, bé con. Tối ngày mình là làm mấy cái cây này là cả nhà cắt tỉa vậy đó. Thôi bất hợp làm như nó bị sao á cả nhà ơi. Thấy người ta đùa giỡn làm như không phái gì á. Thôi rồi, con gái cưng của mình nó cũng cắn luôn kìa. Mà buồn không biết làm gì, ngồi tỉa mấy cái cây này chơi. Thì vừa làm thì tụi nó cũng bắt chước làm theo. Cái con Mỹ đang lại nó mồi nhai đất kìa. Đồ ăn mới ăn rồi giờ này nhai đất nữa. Mày ăn gì vậy mày? Ê. Hổng rồi mình không có đi làm rồi đó cả nhà, tối ngày cái ngồi trong nhà cho nó nghiêu ngao chán, thất nghiệp rần rần.
đi vòng vòng đi chơi rồi không qua bản mà đang trộm đồ của người ta nha. Bạn không có ăn chậm độ của người ta nha cha. Mất tiêu ráo rồi, để cái điện thoại để đây cũng không không chạy qua trả lời nữa. À. Đây, mình làm những cái cây cả nhà à, cắt tỉa rồi đó, có ngày ở nhà nó rồi cái cắt cây này cây kia mà lâu lâu mới ít người mua quá đó, nên là cuộc sống giờ thấy nó yếu, kinh tế nó kém rồi đó, nên là cô chú anh chị có khả năng thì giúp đỡ cho thằng cún của mình có cơm no ở mặt nha cả nhà. À, cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi đi đi thay cái áo đi thay cái áo về trời ok. Trời ơi, lúc kia nó tha cái áo về luôn rồi. Thôi xin chào, hẹn lại cả nhà vào video kế tiếp nha. À, chúc cả nhà vui vẻ. À, cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like à, để kênh mình duy trì. À, cảm ơn cả nhà nhiều. À, thì cô chú anh chị có khả năng thì giúp đỡ cho thằng cuốn của mình có cơm nào áo mặc nha cả nhà. À, cảm ơn cả nhà nhiều nha. Thôi xin chào.